Say quá anh sao chú? Say à? Uống mấy lít mà say rồi? Đi qua nhà Quân nằm đi. Không có thuốc mà. Qua bên kia nằm đi. Xin có thuốc đi. Đồ. Hai vợ chồng uống rượu say luôn. Mấy lít? Ba. Ba lít. Mồi gì uống mồi gì? Mồi cá thả lưới đây. Không có cá. Không có cá. Thịt, thịt gì? Thịt heo. Thịt heo, đồ. Đây. Không có tiền, không có tiền đâu. Đi đi, không có. Không có đằng nào đây. Điện thoại mà. Lên xe về đi. Vít. Say chạy được không? À, không có tiền hả? Lưới thả đâu? Sông Ba hay đâu? Mà dưới kia. Dưới kia hả? Mà không có cá hay sao? Có mà nhiều mà. Nhiều đâu? Cá đâu? Thấy đâu? Cá đâu có thả được. À, đi theo thả thôi. Nước nó lớn hay sao không thả được? Lớn mà nhỏ. À. Thôi say rồi về ngủ thôi. Về ăn cơm. Hồi xơi rồi ngủ thôi. Không có thuốc. Thuốc gì? Thuốc hút á? Hút không có à? Đấy, thuốc đấy, thuốc kìa. Ê, có tiền nó mua. Đồ, có tiền mua thuốc hay giờ hút, hay giờ hút xong rồi. Nó không được hả? Không có thuốc nó chịu không nói hả? Không. Nó khóc. Nó muốn ngủ. Nó muốn ngủ? Dạ. Có thuốc là nó không ngủ? Không. À. Vợ có sai không? Đâu có sai đâu. 3 lít mà không sai? Không. Đủ. Ghê nhỉ? Ghê sao? Mấy lít là sai? 5 lít. 5 lít. 5 lít mình là một. Sai. 5 lít là mới sai. Dạ. 2 người hay 1 người? 3 người. 3 người là 5 lít. Dạ. Đồ gớm nhỉ? 3 người 5 lít hơi nhiều đấy. Dạ. Sao không về? Cứ đứng kia biết kìa. Có tiền là mình mua, không có tiền mình là có mua nào. Hay. Cứ đi thả lưới rồi nhậu vậy thôi, không có. Tiền là có 10.000 có. Không có, đâu có tiền đâu. Ôi, nhà có nhà nghèo rồi, đâu có tiền đâu. Nghèo cũng không có. Không có cái gì luôn rồi. Không có lưới rồi thả lưới đây, đây dầu có lưới thả đây nè. Có xe đó đi. À, cá nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Cá nhỏ nhỏ mình ăn cũng được. Đó, có lửa hút rồi về kìa. Không, này là bây giờ say rượu. Say rượu. Không có thuốc hút. Rồi, về nhá, về nhá. Rồi, về nhá. Không, là đừng bỏ tôi nhá. Rồi, rồi, rồi. Đừng bỏ mà thương rồi, mà hai em. À, về đi. Em thằng nữa là... xin người ta thôi. Đi thôi, đi thôi. Ăn cá. Rồi rồi, về đi. Có là mua, hết là xin thôi. Rồi, về đi.